tóm tắt về kỳ án số 164, những thủy thủ đoàn ăn thịt người trên biển. Việc bốc thăm để chọn một nạn nhân sẽ chết để làm thức ăn cho những người khác lần đầu tiên được thảo luận vào ngày 17 tháng 7. Cuộc tranh luận gay gắt hơn vào ngày 21 tháng 7 nhưng đã không có giải pháp. Nhưng vào 3 ngày sau, cùng với việc cậu trai trẻ mồ côi Richard Parker đang hôn mê nặng, Dudley nói với những người khác rằng tốt hơn là một trong số họ chết để những người khác sống sót và nên rút thăm. Tuy nhiên Brooke đã thẳng thừng từ chối. Vào đêm đó, Dudley lại tiếp tục nêu vấn đề, ám chỉ rằng Parker có lẽ sắp chết và lại còn độc thân. Vào ngày hôm sau, tức là ngày 25 tháng 7, sức khỏe Richard Parker không có tiến triển. Vì thế mà Dudley và Stephens đã âm thầm ra hiệu cho nhau rằng người thế mạng để những người còn lại có thể sống sót sẽ là cậu ta. Vậy ba người kia có bị phạm tội giết người hay không? Mọi người có thể xem chi tiết ở kỳ án 164 sẽ được sớm phát sóng tại kênh Kỳ án Thế kỷ. Công lý sẽ không ngừng truy đuổi kẻ sát nhân.